hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow, Lotte. Ẩm thực vừa là công việc, vừa là đam mê của mình. Chân răng nghề bút, làm ăn uống mất vui. Rồi bạn mình khuyên dùng Sensodyne mỗi ngày, giúp giảm ê buốt hiệu quả và hơn thế nữa. Sensodyne Gentle Whitening. Tuần này cả đội sẽ có chuyến hành trình trải nghiệm tại vùng đất Tây Nguyên nắng gió, để xem các bạn nhỏ đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi thú vị này. Cầu thủ nhí của chúng ta có vẻ gọn gàng quá ha. Sao thế, đã gần xong chưa? Gần xong. Chuẩn bị những gì rồi? Đó, quần áo. Quần áo này. Khăn. 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 Kem đánh răng. Kem đánh răng. Còn gì nữa không hả Tú? Bàn chải. Bàn chải. Cũng đủ đủ ha. Nhưng mà đố mấy đứa biết còn thiếu gì nữa không? Không biết. Hết rồi. Hết rồi á? Đúng rồi mà cô. Tại sao cầu thủ mà lại có thể thiếu một thứ mà nó mà siêu siêu quan trọng nhỉ? Tên tên tên. Cầu thủ đá bóng thì làm sao mà quên mang bóng được, đúng không? Ừ, thế nên là bây giờ mỗi đứa mang cho cô thêm 2 quả bóng nữa. Và nhớ là phải kiểm tra độ cứng của bóng và mang bóng mới đi hết, nhớ chưa? Rồi, ok, đây, đi, bây giờ bọn mình đi tìm thêm bóng nữa nha. Đi. Gia Lai, vùng đất cao nguyên hùng vĩ, nơi hội tụ nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, từ năm 2007, vùng đất còn nổi tiếng với Học viện Đào tạo bóng đá chuyên nghiệp, nơi đóng quân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang chơi ở V-League. Xin chào quý vị khán giả, chúng tôi là cầu thủ nhí 2024. Tất cả cầu thủ nhí đang rất háo hức được trải nghiệm tại trung tâm huấn luyện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nơi mà các cầu thủ V-League của Hoàng Anh Gia Lai đang tập luyện hàng ngày. Các bạn có háo hức không? Có. Ok, và bây giờ chúng ta lại đây nhá, chụp một kiểu ảnh check in. Và sau đó thì các bạn sẽ được đi tham quan và có những trải nghiệm thú vị hấp dẫn. Come on. Rồi, vào đây nào. Chào cả nhà. Vâng, chào, chào chị. Mọi người vỗ tay để chào đón một trong những cái vị khách rất là đặc biệt của cầu thủ nhí 2024. Mình là Ngô Đình Phương Ngân, hiện đang là chuyên viên văn hóa và đời sống của các bạn cầu thủ ở trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng. Đây cũng là nơi mà các bạn cầu thủ V-League của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sinh sống, tập luyện và thi đấu ở đây. Vâng, một tràng vỗ tay để cảm ơn chị Ngân. Chị sẽ là người đồng hành để dẫn dắt các chàng trai của chúng tôi. Ở đây thì mình sẽ có các lứa U9 là U13, U15, U17, U19, U21 và các anh U23 và đội 1. Bạn nào mong muốn trở thành một trong những thành viên được sống, được học tập trong môi trường này, giơ tay lên. Giơ tay lên, giơ tay lên, còn quyết tâm chứ. Ai thể hiện sự quyết tâm nhiều nhất thì chắc hẳn sẽ là người gặt hái được nhiều bài học, lắng nghe chuyên tâm rồi mong muốn đặt nhiều câu hỏi. Chúng tôi hy vọng rằng các cầu thủ nhí ở đây sẽ có một cái trải nghiệm cùng với cả chị Ngân thật sự có ý nghĩa. Bây giờ nhá, mình nhìn thẳng về phía trước và thể hiện sự quyết tâm thật là mạnh mẽ bằng cách là gọi tên thật lớn chương trình của chúng ta để hành trình này bắt đầu. Ok không ạ? Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, chúng tôi là cầu thủ nhí 2024. Đi rồi. Và đầu tiên thì để một chuyến tham quan của mình được thoải mái nhất thì chúng ta nên cất hết hành lý vào khu cắm trại và mình sẽ cùng nhau đi trải nghiệm sân của đội 1 đầu tiên nha. Đi thôi, đi thôi. Bóng này là sân bóng cỏ tự nhiên nè. Các bạn có thấy các cabin ở đằng kia không?
Đó, bình thường á là khách tham quan chỉ được ngắm đội 1 ở trên cabin thôi. Chỉ có những cầu thủ nhí 2024 các bạn mới được đặt chân xuống cái mặt cỏ này. Với cái sân cỏ này thì các cầu thủ tập luyện vào lúc nào hả chị? 3:30 là sẽ là giờ họp, 4:00 là các anh sẽ tập trung ở ngay sân này để tập luyện thực hiện các giáo án của ban huấn luyện. Nga đã từng đá trên sân cỏ tự nhiên rồi hả Nga? Dạ có. Cái cảm giác đá, được đá trên sân cỏ tự nhiên nó sẽ khác sân cỏ nhân tạo như thế nào? Dạ là bóng nó đi nó không có lướt như sân cỏ nhân tạo. Có phải không thầy Trường? Đúng. Và nãy không bằng một sân cỏ thiệt á thì nó sẽ là hơi mát. À vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang khu ở và sinh hoạt của các anh đầu mùa. Wow. Đi. Trong cái khu ở này có điều gì đặc biệt hả chị Mưa? Sẽ có những phòng với cơ sở vật chất sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là sẽ có một phòng chăm sóc y tế. Theo anh được biết thì tầm giờ này thì tất cả các cầu thủ đều thức rồi để chuẩn bị cho đi buổi tập. Rồi, trước mắt của chúng ta là phòng thể lực. Đây, trong này sẽ là những thiết bị tân tiến nhất. Đây, các bạn có thấy cái dàn xe đạp màu xanh xanh này không? Đây chính là phần quà của anh Công Phượng dành tặng cho các cầu thủ đội 1 Hoàng Anh Gia Lai. Rồi, các bạn được sờ vào hiện vật. Bình thường là không có khách tham quan nào được vào sờ vào hiện vật đâu nha. Trải nghiệm thử. Cái vấn đề là không phải là sờ không, các bạn có thể leo lên và trải nghiệm và đạp thử. Tại vì đa số cái thể chất của mỗi cầu thủ nó khác nhau hoàn toàn, nó không giống nhau. Đôi lúc có những cầu thủ thì chắc kém về chân yếu thì mình sẽ sử dụng những bài tập nào đó để cho phát triển cơ đùi và cơ chân hơn nhiều hơn. Còn một số cầu thủ thì là thiếu cơ vai và cơ tay thì bổ sung nhiều hơn. Cái này là gọi là phụ trợ để cho một cầu thủ hoàn thiện hơn thôi. Còn đa số thời gian đều ngoài sân hết. Không muốn đứng lên trên đây được á là mình phải đứng vào cái tâm nè. Để làm thử làm mẫu đó, cho được rồi. Chịu chắc đúng rồi, dựa trên thăng bằng nữa. Ok thôi, bây giờ mình dừng mình đi tham quan chỗ khác. Chúng ta đã đến với phòng truyền thống của câu lạc bộ đá Hoàng. Các cúp lưu niệm, quà lưu niệm. Đấy, hình của các anh. Có hình thầy Trường đàng hoàng nhá. Thầy Trường một mình mặc áo vàng. Dạ, áo vàng cao nhất luôn. Cứ cao nhất là nhìn thấy rồi. Bây giờ sẽ một câu hỏi cho các cầu thủ nhí. Đố các bạn hình ảnh cầu thủ Bùi Tấn Trường ở phía trên kia được chụp vào năm nào? Con được biết là vào năm 2018. Đúng rồi, là chính xác rồi. Vâng, anh AFF Cup đấy, là giải vô địch Đông Nam Á. Vâng. Mình đi tiếp nhá, đi qua bên này xem nào. Xin mời các bạn. Quà các thời kỳ. Đây là hình ảnh bóng đá thương hiệu Hoàng Gia Lai lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ châu Âu. Một hình ảnh rất là đáng nhớ. Các bạn có thấy một người rất là quen không? Cựu danh hữu kia đi sắp. Sẽ tiếp tục trên cái con đường xanh mát này. Cô phòng nghe nhìn là phòng gì vậy cô? Phòng nghe nhìn là trước khi mà đi ra tập là sẽ họp xem những cái video áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong đá bóng. Có thể sử dụng phòng nghe nhìn để học tiếng Anh nữa. Ôi nhà bên này đẹp quá này. Còn bên này sẽ là khu ở của các anh U21 nè, U19, U15. Đó. Nói chung là trường này là dành cho cầu thủ trẻ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ các bạn nhìn qua bên tay trái nè, là khu sân cỏ nhân tạo, khu nhà vòm. Và tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Chị ơi, em thấy ở bên kia là đang rất là náo nhiệt và có không khí cổ vũ. Thì đang diễn ra một trận đấu nào hả chị? Đúng rồi, đây là vòng loại của giải vô địch U15 quốc gia. Cho nên là các bạn đang chiến đấu hết mình để giành tấm vé vào vòng chung kết U15 quốc gia. Và do đang có trận đấu cho nên là chúng ta đi tham quan. Sau khi đi tham quan, lát nữa mình sẽ được lên trải nghiệm cái sân có view đẹp nhất học viện. Ở trên sân chúng ta có thể thấy được cả một
núi Hàm Rồng rất đẹp. Trời ơi. Đây là cái view mà bình thường là chỉ có chị mới dẫn lên thôi. Ở Học viện Hoàng Gia Lai thì các cầu thủ vừa tập luyện bóng đá và vừa phải có văn hóa. Mình có tài thì phải có đức. Và ở đây Bầu Đức đã dành riêng một khu cho các bạn để học văn hóa. Và buổi sáng thì các bạn sẽ đến trường. Bình thường buổi sáng là các bạn sẽ được học ở các khu văn hóa này. Học viện mời thầy cô vào đây để dạy cho các bạn luôn. Đấy. Vâng. Khi mà các bạn học ở đây sẽ hoàn thành được chương trình trung học phổ thông. Và 18 tuổi là các bạn sẽ có được tấm bằng trung học phổ thông y như các bạn ở ngoài kia luôn. Vâng. Đó là đây. Một đặc quyền các bạn được Học viện Hoàng Gia Lai hỗ trợ cái phần đó. Quá là tuyệt vời, không phải di chuyển, dành trọn vẹn thời gian ở đây, gọi là nội khu luôn. Vâng. Em thấy ở đây giống như là một ngôi trường học nho nhỏ. Và nhưng mà không biết là hôm nay các bạn học sinh đâu ạ? Các bạn hôm nay ngày chủ nhật nên là được ngủ nướng một tí và không có đi học em ạ. Đúng rồi, hôm nay chủ nhật. Bây giờ mình sẽ đi gặp một nhân vật rất là quan trọng ở học viện. Đó chính là thầy Lê Quang Trải, phó giám đốc đào tạo trẻ của Học viện Bóng đá Hoàng Gia Lai. Wow. Và thầy sẽ là người hướng dẫn cho các bạn một số bài tập. OK, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tập rất là đặc biệt với sự hỗ trợ của một thầy đang làm ở đội 1 V-League của Hoàng Anh Gia Lai và với sự góp mặt đặc biệt của các tuyển thủ, cầu thủ đang đá đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai tại giải thi đấu V-League. Thầy mong các con khi mà làm việc với họ, mình hãy cố gắng lắng nghe và học hỏi những gì người ta biết và người ta truyền đạt lại mình. Đó là cái kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại những người đi sau. Học hỏi về chiến thuật, về kỹ thuật. Vì các con đang tuổi là tuổi học, nên những gì mà các con tiếp xúc với các anh, các thầy thì cố gắng học và ghi nhớ. Mà cố gắng một điều nữa là nghiêm túc. Phải nghiêm túc lắng nghe để mình tự trau dồi cho bản thân mình phát triển hơn. Bây giờ chúng ta đi nha. OK, let's go. Tại phòng nghe nhìn, các cầu thủ nhí có một bài học bổ ích từ huấn luyện viên Quang Trải. Thầy xin giới thiệu, đây là thầy Lê Quang Trải. Thầy hiện tại là phó giám đốc của trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu về những cái kỹ năng, dứt điểm, kỹ thuật và những cái chiến thuật trên sân. Em nhờ anh Trải hỗ trợ cho em phần này nha. Cảm ơn em. Team đó là hai cầu thủ đặc biệt hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đó là anh Châu Ngọc Quang và anh Dũng Quang Nho. Các anh sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Đầu tiên chúng ta đi vào cái sơ đồ chiến thuật của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại đang sử dụng cơ bản về hai chiến thuật 1-4-3-3 và 1-4-2-3-1. Ở khu vực mình chia làm 3 khu vực, một qua sân nhà, một qua giữa sân và một qua sân đối phương. Và có thể là trong một trận đấu có thể là chúng ta thay đổi theo bằng cách thức. Chúng ta đang có vị trí là một tiền vệ dưới và hai tiền vệ trên. Chúng ta cũng có thể xoay hai tiền vệ dưới và một tiền vệ trên. Cái mục tiêu phòng ngự xuất phát từ thủ môn, từ dưới lên để mà chúng ta giành lại bóng nhanh và ghi bàn. Đó là cái mục tiêu. Tại sao thủ môn thường ở trong khu vực này nhưng mà tại sao thầy để ở đây là thủ môn ở đây? Thủ môn cần phải di chuyển cao để mà quản lý cũng như là kiểm soát ở khoảng trống sau lưng của hàng hậu vệ. Thì khi đối phương thường ta chơi dài hoặc là ta chơi phía sau lưng hàng phòng ngự, lúc đó không còn là chỉ có dùng tay nữa mà bắt đầu là giống như mà trung vệ quét á, phía sau là kiểm soát phía sau này. Thưa thầy, cũng có câu hỏi là nếu như mà mình chơi vị trí tiền đạo là mình ở khu vực 1/3 sân của đối phương thì mình phải di chuyển như thế nào để mà đối phương không bắt bài của mình được? Có thể là gì, đầu tiên là gì, mình thoát lên để mình ghi bàn. Còn nếu không được mình sẽ giữ bóng lại hoặc là mình phối hợp. Thứ ba nữa là mình di chuyển để tạo khoảng trống cho hai tiền đạo biên xâm nhập vào chéo như thế này. Sau đó mình xoay lại để mình kết thúc cái đường phía sau. Bài học lý thuyết ý nghĩa này sẽ góp phần mang lại hiệu quả rất lớn khi được vận dụng thực hành trực tiếp trên sân cỏ. Hãy cùng xem các bạn sẽ thể hiện như thế nào khi được tập cùng các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ra sân bóng thôi nào! Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình.
Trẻ ngọn, sơ rối, gãy rụng, Dove Ceramide phục hồi hư tổn mới với phức hợp dưỡng tóc Bio Protein Care, bổ sung protein tương thích với cấu trúc nguyên bản của tóc, giúp đảo ngược 10 dấu hiệu hư tổn cho tóc suôn mượt và chắc khỏe gấp 10 lần. Dove. Tìm nước rửa chén chuột an toàn cho con, mẹ đã có Sun Life thiên nhiên mới, 100% hoạt chất gốc thực vật với công nghệ Ramnuclein, sạch bóng dầu mỡ lại đảm bảo an toàn. Sun Life thật tuyệt, nhưng con của mẹ tuyệt hơn. Sun Life chuẩn mực an toàn mới. Phơi đồ giúp mẹ nào, nhưng mùi ẩm mốc hôi quá. Đó là do lùng giặt còn bám cặn bẩn. Mẹ đã có Omomatic với công nghệ Brooklyn, đánh bay vết bẩn trên áo, bảo vệ lông giặt khỏi cặn bẩn, cho áo quần trắng sạch, lưu hương bền lâu. Omomatic chuyên gia cửa trước. Buổi tập hôm nay á, là đầu tiên là mình về kỹ năng cản phá nè, cũng như phòng ngự, khép góc như nào. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái game mà một ứng dụng những cái kỹ năng. Hôm nay thầy có mời thêm đó là thầy Hải và anh Lợi sẽ hỗ trợ cho hai bạn thủ môn về chuyên môn thủ môn. Bây giờ là mời thầy Hải hai thủ môn di chuyển áo xanh qua đây. Áo xanh qua đây. Thế nên là mình sẽ có cái phần mà một ấy, các có những động tác để mình qua người. Bây giờ mình làm mẫu trước đi cho các bạn kia nhìn thấy. Các bạn nhìn thấy hai thầy nha. Bên đây phòng ngự, bên đây tấn công nha. Anh Quang thuận chân phải này, mình sẽ đưa qua đây này, không được đưa qua anh Quang qua bên đây. Mình sẽ ép anh Quang qua một chân trái của anh. Ok, nè, thực hiện thành công sau đó chỉ qua kia làm phòng ngự luôn. Còn cái bạn mà phòng ngự xong rồi mình di chuyển qua đây mình làm tấn công luôn. Ok, chơi đi nào. Cứ làm chơi đi, chơi thoải mái, ok. Chơi. Ok, được rồi, đổi. Rồi, không. Bản thân mình thì hôm nay rất là vui. Trước khi các bạn đến đây thì mình cũng đã chuẩn bị bài tập cơ bản để cho các bạn ấy làm quen cầu môn hoặc là vị trí ở phản xạ. Chắc cái tay với cái ngón này là thành. Ok, tốt hơn rồi đó. Không để đối phương dễ dàng nó vượt qua nào. Rồi. Ok. Tốt hơn rồi. Ok. Rồi. Động giải của mình, đẩy, đúng rồi. Tốt rồi đó. Cố gắng cao lên. Ok, tốt, mọi người tốt á. Tôi thấy đâu? Đúng rồi em ơi. Không ai phải đưa ra quyết định sớm như vậy đó. Đúng rồi, tư thế nào? Hai chân ngang rồi. Wow. Em thấy chưa? Nè, em tư thế như thế này là hai nó qua dễ lắm. Các bạn rất là hòa đồng, những khó khăn thì cầu thủ nhí hay hỏi mình liền ngay trên sân. Cái đó là một điều tốt dành cho cầu thủ trẻ. Ok. Chúng ta có đối kháng, chúng ta sẽ có bài tập game 1-1. Cái đội áo cam, chúng ta sẽ có hai bạn lớn ở đây và cộng thêm 1-2 bạn nhỏ ở phía bên đây. Và cái đội xanh chúng ta khoảng chia vậy, hai đội xanh kia và gôn. Ê, ba bạn áo cam qua. Ok, các em lưu ý nè. Cái buổi tập luyện của hôm nay của chúng ta sẽ có xuất hiện của 10 anh ở Village trong đội Hoàng Gia Lai. Ở vị trí thủ môn là anh Vũ Hải và anh Văn Lợi. Còn phía về hậu vệ là có anh Hoàng này, có anh Văn Sơn này và có anh Du Học, anh Tài. Còn tiền vệ thì có anh Lâm, anh Nhân, anh Bảo Toàn. Tiền đạo là có anh Minh Hiếu. Chúng ta sẽ tham gia buổi tập hôm nay. Ok, em làm mẫu trước nha. Em sẽ truyền cho Hiếu. Rồi sau đó em di chuyển vào sau để em kết thúc cầu môn. Khi mà em truyền xong á, em di chuyển lên đây. Khi mà bên kia đồng loạt bên kia mình đi chuyển đây thì chỗ Hoàng sẽ truyền cho Lâm lên. Rồi Nhân sẽ là tấn công này thì mình là kỹ năng mình phòng ngự, mình di chuyển lên phòng ngự. Đánh luôn, chuyển luôn. Đó, tư thế ảnh phòng ngự này, thấy chưa? Để bóng, cái tư thế này. Đúng rồi, lên, đúng rồi. Tư thế này chưa, anh. Ok, mời bốn anh kế tiếp nào.
đi sang phải một tí, sang phải một tí, đúng rồi. Ok. Kết thúc cầm bông đi, xuống đi. Tốt. Ok, các bạn nắm chưa? Bắt đầu tới các bạn chơi nào. Thì rằng những bài tập này là chỉ những bài tập kỹ năng cơ bản, dù tập về phòng ngự là tấn công là suốt tất cả những kỹ năng đó. Khi mà chúng ta rèn luyện thành thục nó sẽ là kỹ xảo, những cái kỹ năng cần thiết trong bóng đá hiện đại bây giờ. Thôi giành lấy với bạn. Đi bạn. Ok. Nhìn đối phương như nào. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Sút. Rồi, ghi bàn luôn em, ghi bàn. Để. Tốt, con. Đúng rồi. Chủ thầy Nho, thầy có chỉnh sửa gì không? Có, bên này đang làm rất là tốt rồi thầy. Ok, bên tấn công. Ok, bây giờ đổi bên bên lớn nè. Để tập trung vào. Đấy, lúc nào cũng cho ra. Rồi, lên. Ôm sát. Tốt. Cái nào mà ăn được. Chạy lên. Rồi, đưa qua chân phải. Lên. Đeo ra ngoài. Tốt. Cứ bắt đầu làm gì? Đi luôn. Đi. Ghi bàn. Rồi. Hay quá. Ok. Tông, tấn công, tông đó. Bên em phòng ngự tốt rồi ơi. Ok, tiếp tục. Lên. Em ra biên. Không cho nó ra biên. Cho xuống biên. Đúng rồi. Không xuất được nữa đâu. Hết rồi. Đó. Hết rồi. Đúng rồi, hết rồi. Ok. Thầy cũng nhắc lại cho con. Lúc nãy là khi mình xem á là mình chuẩn bị mình phòng ngự mấy tình huống. Mấy anh lớn là mẫu trước mấy tình huống nào. Đâu? Lên. Đưa nó ra biên. Đúng rồi, tập trung. Bây giờ lúc nào cũng cho ra biên hết á, xuất đi. Đúng rồi. Không đùa. Ông xuất đi vào. Tốt. Con ơi, cho cùng môn ơi. Về di chuyển đổi bên đi. To lên. Chân phải, bắt bên kia. Đúng rồi. Nó xuống biên nó làm gì được đâu. Lên. Làm gì được. Chân trái, đúng rồi. Chân trái, đúng rồi, tốt em. Đi luôn, đi, 1-1. Rồi. Ok, thở đi. Đúng rồi. Tốt con, phòng ngự tốt lắm. Phòng ngự tốt, phòng ngự tốt rồi. Ok. Em vừa nhớ bóng này, em chạy vô đi. Em cho ta biên. Tốt. Sao con lại cho vô giữa em? Phải cho ra biên này. Chân phải. Ok, mời Minh Hiếu với anh Du Học tấn công. Còn mà anh Hoàng với anh Lấy bóng truyền giống như tình huống nãy thôi. Được truyền như nào. Ok. Tiếp tục nào. Di chuyển ra ngoài, đổi bên đi. Ok. Bắt đầu tới các bạn. Rồi. Lên. Kìa, quay lại kìa. Lên. Ngồi bên em ơi. 2-1, bắt đằng kia. Tốt. Đúng, các bạn kia bắt. Xuống. Tốt em. Tốt, bình tĩnh. Ok, phòng ngự tốt. Như thế. Rồi, để anh Lâm. Rồi, em phải theo. Rồi, đấy. Lên. Rồi, ghi bàn. Lên. Rồi, ok, phòng ngự tốt. Phòng ngự hay là tấn công thì có một số bé thì làm rất là tốt. Thì trong đó cũng có một số bé mắc những cái lỗi cơ bản, nhưng mà tinh thần nhiệt huyết chơi hết mình. Dừng lại. Ví dụ như khi mà thấy anh Hoàng có bóng, thì mình đứng đây mà bị đối phương bị kèm rồi, thì mình có thể chạy lùn sau lưng của anh Hoàng để tạo cái tình huống ra là 2-1. Còn cái cách thứ hai nữa thì là chạy xuyên vào khe này để mình nhận bóng ở phía dưới này, mình đối mặt combo một thể như vậy. Ê, con làm lại đi. Chỉ có hai cách thì con chọn cách nào? Thì con chạy đi. Đi bàn lên tay. Để lên. Mình đang có bóng mà. Sau khi mà được các thầy chỉnh sửa thì các bạn đã hiểu và thực hiện rất là tốt. Tôi khá ngạc nhiên là tôi thấy các bạn thực hiện rất là nhiều lần và tôi thấy rất là bất ngờ về điều này. Cái động tác mà mình thành thạo hơn thì các bé cần phải rèn luyện nhiều hơn và tập cái chân mà mình không thuận nhiều hơn để có cái một cái tư duy nhạy bén. Ấn tượng nhất với bạn Hưng, bạn ấy có cái kỹ năng của bạn ấy cũng tương đối tốt, tiềm năng để làm một thủ môn chuyên nghiệp. Chào. Ok, một hàng ngang.
đang tập hợp. Màn khởi động vừa rồi có lẽ là chưa đủ với cả anh Trường và các cầu thủ nhí. Thế cho nên là họ hoàn toàn có thể giữ năng lượng để tham gia rất nhiều trò chơi tiếp theo. Ngày hôm nay, đội chiến thắng sẽ là đội có đặc quyền nhận được dụng cụ cắm trại. Và đội thua có thể tối nay cắm trại mà lại không có lều bạt chẳng hạn. Thế nên là các bạn phải nỗ lực cố gắng. Trò chơi thế nào, luật chơi sẽ diễn ra làm sao, tí nữa chúng ta sẽ bật mí. Thế còn ngay bây giờ sẽ được chào đón hai vị khách mời rất là đáng yêu. Hãy cùng chào đón họ. Đó chính là Bunny và Vũ Thế. Xin được chào anh Tố, chào chị Bống ạ. Đây là hai khách mời của chúng tôi, họ nhảy rất là đẹp. Ủa, Thịnh ơi Thịnh, em định làm gì? Ủa, là em tưởng mà mình lên thể hiện á. Ngày xưa ước mơ của em cũng là cầu thủ đá bóng, thế hệ của Công Phượng và Văn Toàn hồi đó. Là hồi đó là em cũng xếp hàng để đi tuyển luôn. Bị loại. Bị loại. Không bị loại. Quay trở lại đây để em chứng tỏ rằng ngày hôm đó mọi người đã lầm về em. Thiệt thì mới nói nha. Em mọi người tưởng tượng là quả bóng từ trên trời rơi xuống nha. Ok, từ trên trời. Yo. Wow. Trời. Không, cái này lỗi thôi. Đâu, bị lỗi là chính xác. Em chưa làm xong kiếm mà. Không? Thôi bây giờ mình trao một cơ hội nữa. Dạ, ok ạ. Anh ơi, ổn định tinh thần đi. Wow. Ok, cảm ơn các bạn. Có thể thấy một tinh thần rất là trẻ trung. Các bạn muốn về đội của anh Thịnh thì giơ tay lên ạ. Một cánh tay yếu ớt giơ lên. Một cánh tay yếu ớt giơ lên. Không sao ạ, hai người mình sẽ làm được. Ai muốn về đội của chú Benny giơ tay lên. Chênh lệch quá chị Bống ơi, làm nào bây giờ? Công bằng hơn thì chắc là chúng mình sẽ đếm 1, 2. Và bật mí một xíu là anh Vũ Thịnh và chị Penny thì cũng đã có bốc thăm số 1, 2. Nhưng mà chúng ta chưa biết được anh Vũ Thịnh là số mấy hay là chị Penny là số mấy. Bắt đầu đếm. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Xin mời tất cả thành viên đội số 1 chạy qua bên tay phải chú Công Tố. Yes. Vậy là họ đã về đội hình của mình rồi. Đây có phải là đội hình mong ước của con Tú? Dạ có. Vì sao lại như vậy? Con đặt tên đội hình này là gì đây? Dạ toàn chơi đẹp thôi. Còn trai đẹp thôi. Toàn trai đẹp thôi đấy. Bên kia thì sao? Hiện tại thì Tuấn Minh cảm thấy thế nào về đội của mình nhỉ? Con cảm thấy đội bình thường. À? Mạnh hơn đội kia được. À, mạnh hơn đội kia được. Mình cùng hội ý và quyết định là đội của mình đội sẽ tên đội tí hon. Ok, vâng, đội bên này thì là đội đẹp trai đúng không ạ? Xin mời hai khách mời chúng tôi giơ lá thăm của mình lên. Bốc chậm vào đi. 1, 2, 3. Vậy là chúng ta đã có hai đội chơi ở đây, đội đẹp trai phóng đại. Số 1 nào. 1, 2, 3. Đối với này với sự dẫn dắt của chị Benny, đội tí hon. Tất cả đã được sẵn sàng ở đây. Xin được hỏi huấn luyện viên Bùi Tấn Trường. Vâng, thông qua các trò chơi này thì anh muốn huấn luyện các bạn trong những cái kỹ năng gì ạ thưa anh? Qua cái cách chơi này là nó tạo cho các bé được cái sự phản xạ và sự nhanh nhẹn. Ví dụ đi, em cướp anh chạm em. Đó, anh chạm người, đây là bên đây sẽ là thua, là mình được một điểm. Ví dụ như thế này, một, chưa, từ, gọi vậy. Như thế này là mình được một điểm. Mình có thể đánh lừa đối phương bằng một cách thức gì đó, tùy. Dạ. Là mình được một điểm. Hiểu chơi không? Và có thể, mình có thể gọi hai số liên tiếp luôn. Nên mọi người hãy tập trung nha.
Chúc các bạn may mắn. Yeah. Hai bên đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hả? Dạ. Số 6. Về khu vực bên mình. Yeah. Vậy là phạm luật. Được sao? Không được quyền. Thấy gì chưa bên đó? Thấy gì chưa? Tự tin nha, ok không? Vừa rồi đội ghi điểm là đội Ý Hơn. Bây giờ lần tiếp theo. Ba năm. Đúng ê, rồi, ê, chạy qua luôn đúng rồi. Mình chạy vậy là bỏ nha. Căng. Thôi. Bên kia tiếp tục. Đúng rồi, mình nhìn tập trung. Tụi em ơi, số 27. Từ từ 2 và 7. Yeah. Không bị đụng đúng không? Coi đội kia căng thẳng kìa. Yeah. Chưa đụng. Và đã chết rồi là chưa đụng. Ok. Lượt kêu thứ 5. Số 31. Đụng bóng là thua rồi Tài. Đúng rồi. Bên nào mới đứng, đụng đầu bằng nhau sao? Được chơi thứ 6, chuẩn bị. Số 7. Ôi chết, mình đứng đây chặn các bạn ấy. Chặn bóng rồi. 6 và 7, cố lên. Cố lên, chung nha, tập trung nha. Thì con thấy vui khi được chung đội với Thịnh. Thấy chú Thịnh vui, hài, chú Thịnh rất nhiều năng lượng. Vâng, và đã ghi điểm. Đều à. Chúng ta chờ đợi kết quả từ trọng tài. Sau 6 lượt chơi, hai đội đang có tỷ số hòa. Đây là cái lượt kêu cuối cùng. Các anh chuẩn bị chưa? Đó. Mọi người quên phải. Wow. Bóng chỉ được công bố đội Ý Hơn số điểm là 900 điểm, với đội đẹp trai 1000 điểm. 2, 3. Và cách chơi của từng bạn nó cũng nói lên tính cách của từng bạn nữa. Có bạn thì rất là ga lăng nha, có bạn thì lúc đầu thì thôi em không muốn chung đội với chị đâu, em muốn qua đội bên kia. Nhưng mà sau khi mà em chơi thì không sao, em làm được. Em thấy cũng dễ thương, cũng đáng yêu. Trên tay công tố bây giờ là phần thưởng dành cho đội chiến thắng. Xin mời Vũ Thịnh tiến lại đây để nhận phần thưởng cho đội mình với tràng pháo tay của tất cả chúng ta. Xin mời bạn. Em cảm động quá anh ạ. Và phần thưởng của chúng mình là Leo. Tối nay mấy đứa được ở Leo rồi. Nói chung là em thì em nghĩ là bây giờ mình thắng rồi. Thì phần thưởng thì mình nhận cũng xứng đáng. Nhưng mà nếu mà ở bên kia đội trưởng bên đấy mà có muốn ngủ lều thì sang ngủ lều em. Đây là một lời mời để các cầu thủ nhí có thể chia sẻ lều cho nhau. Dạ đúng ạ, đấy là tinh thần đoàn kết giữa các đội. Nên là chúng ta có thêm một quy định là đội này là đội sở hữu lều. Dạ. Và nếu đội kia muốn ở lều thì các bạn sẽ là người dựng lều cho đội chiến thắng. Ok. Chúng ta vẫn còn một phần chơi nho nhỏ nữa. Đó chính là chúng mình sẽ cùng nhau quay lại một chiếc clip với những nội dung, những thông điệp tôi là cầu thủ nhí 2024 ban tổ chức sẽ đăng lên trên các kênh mạng xã hội. Đội nào giành được một team sẽ là được một điểm, 100 view một điểm. Một team một điểm, 100 view một điểm, cứ thế cộng điểm thôi. Xem đội nào sẽ là đội cao điểm hơn. Chúc cho cả hai đội thật là may mắn và có nội dung thật hay nhá. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ok, bắt đầu quay đi. Yeah. Có skill gì không?
Ok. Vậy thì ba bạn này là có skill hết đúng không? Em coi thử cái coi. Cái này đi. Rồi. Ủa. Ê, vậy hồi làm cái đó xong rồi sút vô trong goal này đi. Rồi em là tân bóng. Ok chưa? Chị sẽ sút vô goal, bạn này chụp. Chạy qua cái đấy và sút bóng ở đấy. Ờ, hai ba cái thôi. Thế đều để theo đủ đó. Và sút bóng ở đây. Làm sao để vào? Cố lên nhá. Ok. Từng người nhảy nhá. 2 3. Rồi, rồi, ok. Rồi. Cho chú một cảnh mà một đứa bị ngã. Vấp này không? Bây giờ ngã nhá. Ok, 1 2 3. Bây giờ con nằm đây, nhìn lên bảo tớ không sao. Tớ không sao đâu. Đấy, xong rồi chú sẽ cắt qua và làm sao đúng không? Lên đây vào. Cái đoạn này chú ấy lồng cái đoạn trước vào. Vòng bóng qua đây rồi sút vào. Một, hai, ba. Xong. Chúng tôi là cầu thủ nhì 2024. Yeah. Rất là toàn tâm toàn sức quay cho các bạn những cái clip rất là dễ thương. Và chính các bạn cũng mang lại cho mình cái nguồn năng lượng để mình có thể quay được những cái clip dễ thương đến như vậy. Rất là cảm ơn các bé và mong là các bé có thêm những cái trải nghiệm, có thêm những cái bài học để sau này vừa là cầu thủ này, vừa là những người sáng tạo nội dung và trở thành một cầu thủ biết làm hình ảnh cá nhân. 2, 3. Có tên là Phùng Gia Huy ạ. Yeah. Bắt ra đây. Cầu thủ nhí 2024. Đội tiếng Hoàng, nhỏ là có vỏ. Yeah! Các bạn rất là kiểu thể hiện đúng cái tinh thần là một cầu thủ nhí rất là trách nhiệm với đội. Em làm cái này được, em làm cái kia được. Chị ơi, chị yên tâm. Thì mình cảm thấy là bạn nào cũng dễ thương và mong là các bạn sẽ trở thành một cầu thủ thật là xuất sắc. Ta-da! Úi dồi ôi, đây rồi. Đây rồi, đủ đồ cho em, đủ đồ chưa? Đủ rồi ạ. Hai phải. Yeah. Thưa quý vị khán giả, các cầu thủ nhí thân mến, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả đồ đạc cần thiết cho một đêm cắm trại không thể nào tuyệt vời hơn. Bây giờ thì hân hạnh được chào đón nhân vật chính ngày hôm nay, xin mời vào đây nào. Chào bạn. Tu tu. Tu tu xinh xinh. Tất cả cầu thủ nhí sẵn sàng cho một đêm cắm trại. Hồi nãy chúng tôi có nói là đêm cắm trại này sẽ thật là nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm. Thế còn xin hỏi hai vị khách mời, mọi người sẽ mong chờ điều gì trong đêm nay? Hỏi Thịnh trước nhá. Thật ra thì em là một người rất là ít khi đi cắm trại. Nên là em rất là mong chờ cái buổi cắm trại ngày hôm nay. Nhất là được cắm trại cùng những cầu thủ nhí ngày hôm nay nữa. Dạ, còn em thì em rất là mong có một buổi party kiểu kết nối mấy em bé lại với nhau. Xong rồi mình sẽ nướng thịt trong khu rừng, trời ơi. Mọi người đồng ý thì vỗ tay thật lớn ạ. Ok, đồng ý. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Hôm nay đội nào là đội thua, giơ tay lên cho xem nào. Ai xa, sao mà giơ tay vậy trời ơi. Thế đội nào là đội thắng, giơ tay lên nào. Thế lại giơ rồi ạ? Giơ, tự nhiên tay em giơ được anh ạ. Hôm nay nói là đội thắng thì họ sẽ được ngồi khoanh tay nhìn đội thua người ta làm lều trại cho. Thật thế thì còn gì cái thú vui của việc đi cắm trại nữa. Dạ, đúng. Đi cắm trại đấy là mọi người cùng nhau làm. Thế cho nên là chúng ta sẽ quyết định là tất cả chung tay để thực hiện. Mọi người đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý. Ok, cảm ơn tinh thần các bạn. Yo yo. Bên này trước này, lấy 4 cái. Các bạn lấy đi. Các bạn nhỏ, cầu thủ ơi ra lấy đi. Lèo à, lèo trước phải trả lại. Lèo trước đi, đúng rồi. Được. 4 cái bên này nhá, dọc, dọc cho anh ở đây nhá. Dạ. Cái này là đèn ở trong lều con nhá. Tí nữa mình lấy sau. Tí nữa nhá, tí nữa mang về lều. Rồi, đừng sát quá để còn máy chiếu nữa. Đây, anh nghĩ là để đây là hợp lý rồi. Dựng cần... lều như nào cả nhà ơi. Hay nhở, sao biết làm nhở? Nó nào được cắm vào nhỉ? Các chàng trai bên này đã lên được hình của cái lều này mọi người ơi, mọi người. Rồi, siêu. Ê, bên này cũng có một cái lều được thành hình rồi này. Chúng nghĩ là ngược lại để hất cái này lên này. Bên em làm xong rồi. Ui, bên này xong 3 cái luôn rồi.
chia đều đoán hai bên. Ồ, thịt cũng tươi. Mình giả vờ bất ngờ cho người ta vui nhá. Ủa đâu rồi ta? Đi đâu hết rồi ta? Cầu thủ Nhí ơi. Ủa? Cầu thủ Nhí ơi đâu ấy nhở? Tắc kè. Nghe tiếng tắc kè luôn. Tắc kè đâu ấy nhở? Các bạn cầu thủ Nhí ơi. Sao tự nhiên toàn tiếng tắc kè với cả chó mèo ở đâu ấy nhở? Trốn à? Phát hiện ra rồi nha. Trốn này. Ôi giời. Ra đây nhìn lên. Người ta phát hiện ra rồi. Có ai trong này không? Hóa ra là cái tiếng chó sủa nó nằm ở bên này. Tất cả đã sẵn sàng, mình chuẩn bị xong rồi là. Mời khách được chưa? Được rồi ạ. Và bây giờ thì chúng tôi cùng với cầu thủ Nhí sẽ mời vào đây hai vị khách mời đặc biệt, những người đã gặp gỡ giao lưu với các cầu thủ Nhí. Chào đón hai cầu thủ V-League của Hoàng Anh Gia Lai quay trở lại với cầu thủ Nhí. Xin chào. Vâng. Xin chào anh. Buổi tối ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không biết là khi mà các bạn bước vào đây có bất ngờ không? Tôi thấy rất là bất ngờ khi mà được chứng kiến một cái camping nhỏ dành cho các bạn trẻ rất là thú vị. Tôi thấy là đi theo hai chú thì có rất nhiều các bạn cầu thủ. Các đàn em của bạn em ấy. Là U bao nhiêu đây ạ? U13. U13. Bằng tuổi đấy anh ạ. Các bạn ơi vào đây nào. Rất ngay ngắn luôn ấy, đâu ra đấy. Thực sự là tất cả các cầu thủ Nhí ở đây đều là U13 đấy ạ. Con là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 13 tuổi. 13 tuổi? Con cao 1m mấy rồi? Dạ, 1m82. 1m82 mà mới có 13 tuổi thôi. Đây, con trai. Chào con tên gì? Khôi. Khôi à? Khôi bao nhiêu tuổi? 13. Khôi cũng 13 tuổi luôn. Khôi là 1m mấy? 45. Khôi 1m45 à? Nhỏ nhắn hơn nhưng vẫn được tuyển chọn vào đội. Sao thế nhỉ? Vì đẳng cấp. Sẽ còn rất nhiều điều hấp dẫn. Nhưng bây giờ này, để mọi người đứng như này thì rất là mỏi chân. Dạ, đúng. Cho nên là mời mọi người ngồi đi nhờ. Mời cả nhà. Đấy, ai có ghế ngồi ghế, ai có thảm cỏ thì ngồi thảm cỏ. Xin mời cả nhà. Mọi người ơi, ai có đồ ăn nước uống rồi giơ tay lên nào. Ok. Vâng, một đêm quá là vui luôn. Không biết là hồi xưa Nho với Quang có những cái đêm cắm trại giống như các bạn như thế này không? Và cũng mới đây thôi ạ. À, 17 năm. Mới đây thôi, 7 năm. 17 năm, vậy là cái năm đầu tiên mà bạn vào tập huấn tại câu lạc bộ là lúc đấy mấy tuổi? Năm đó là 2007, là 12 tuổi. Mọi người trong nhà cũng sẽ lên đây thăm các cầu thủ chứ? À, rồi đây. Yeah, thầy Trương. Các bạn nhỏ Hoàng Anh Gia Lai ơi, các bạn có hay nhớ nhà không? Bạn nào hay mít ướt nhất? Hay khóc nhớ nhà nhất? Ở đây ai cũng khóc hết. Ai khóc nhớ nhà hả? Em lên đã lên, em lên đây tầm khoảng 2 tháng mà em khóc liền. Chắc ngày đầu em khóc luôn rồi. Chắc chắn điều đó. Mà nơi đây thật sự là nơi tốt nhất để cho những cầu thủ trẻ và kể cả đội ngũ lớn luôn tập luyện và đá bóng. Dạ, em có ý kiến ạ. Để tăng thêm tính đoàn kết cùng tất cả mọi người thì em muốn là tất cả mọi người bọn mình sẽ cùng nhau đứng lên, khởi động một xíu ạ. Khi là em nhảy một động tác, mọi người sẽ cùng nhảy theo em. Và em sẽ gọi tên, ví dụ là em gọi tên anh Tố thì anh Tố sẽ thay em và okay. Nhảy một động tác. Thay nhau làm thuyền trưởng. Đúng rồi ạ. Ok. Xin âm nhạc ạ. Mọi người phải nhảy theo kìa, phải nhảy theo mọi người. Nhảy theo. Anh Nho, anh gọi tên tiếp đi ạ. Đẹp gì ạ? Đẳng cấp. Đây. Kìa. Lên cả nhà. Quang và bạn Nho cũng như là các cầu thủ Nhí có một chút gì đấy hơi ngại ngùng một xíu. Sau một quãng thời gian khi mà làm quen nhau này, khoảnh khắc mà cùng nhau nhảy này, ăn uống này thì đã tạo nên một cái không khí rất là thú vị. Đến bây giờ cũng là lúc mà chuẩn bị nghỉ ngơi trong một buổi sáng sớm ngày mai luyện tập rồi. Thế cho nên chúng tôi cũng nói lời tạm biệt với cả anh Quang, anh Nho và các bạn cầu thủ U13 Hoàng Anh Gia Lai. Cảm ơn một lần nữa cho sự xuất hiện ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon nha. Các nhà sáng tạo nội dung đâu rồi? Yeah.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem nội dung sáng tạo của đội đầu tiên. Xin mời các bạn. Trời đẹp như chán luôn. Ơi ơi, cầu thủ nhí kìa. Đây là không sao đâu. Tinh thần đoàn kết. Anh thấy không? Anh tưởng đâu là tự nhiên mà ra đấy. Anh xem bộ này những cái thước phim gọi là này chưa được. Wow, các góc luôn. Này sút. Này quả này anh ơi. Buồn. Cái bạn này là bạn vừa ngã anh, bạn này bận vừa ngã. Đấy, mang lại danh dự cả đội. Team này team Tấu Hải à? Wow. Đẹp. Quay đẹp quá. Nói không điêu nha, nói không điêu nha. Tiếp về, chưa. Chúng tôi sẽ làm về từ bước mơ này. Tôi là Ngô Tuấn Anh. Tôi là Minh Tú. Tôi là Ngô Gia Kim. Chúng tôi là cầu thủ nhí 2024. Còn từ đằng sau cảnh quay là ai mà. Đấy anh nhìn nhá. Dễ thương, dễ thương. Thái cũng đó. Không, cũng công nhận, sản phẩm rất tốt. Một sản phẩm rất nhiều cảm xúc. Các diễn viên ở đây diễn cũng tốt nha. Rất hay anh ạ. Diễn. Sau khi mà xem sản phẩm sáng tạo đầu tiên ấy, thì không biết đội bên kia các bạn cảm nhận thế nào? Dạ, thấy cũng dễ thương. Con cảm thấy hơi run. con cảm thấy nào? Sau khi xem thước phim con thấy run bần bật. Ok, thôi bây giờ mình coi thước phim của mình cũng chưa được coi mà đúng không? Mình tên là Bách, con năm nay con 10 tuổi. Con tên là Tài, năm nay con 11 tuổi. Ê, nhìn qua là thấy skill này hơn chú Thịnh rồi nha. Hơn hẳn à. Tôi là Lê Minh Ngà, con 13 tuổi, con học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng mấy cái mà thở ghê vậy Ngà. Con tên là Vũ Huy Tùng, năm nay con 11 tuổi. Oh. Tên Trần Tuấn Minh, con 12 tuổi. Mọi người nhớ đón xem cầu thủ nhí 2024. Đội tí hơn, nhớ mà tổ bỏ. Yeah. Ok đấy chứ. Và không biết là chị Bảo Mẫu Lê Bóng và anh Trường bây giờ sau khi xem hai tác phẩm vừa rồi thì sẽ bình chọn cho đội nào? Clip của Thịnh mang lại niềm mơ ước của các bé không tham gia vào bất kỳ một đội bóng nào, nhưng khi họ xem được họ biết đâu đó một tương lai mình có thể trở thành cầu thủ làm sao. Cực kỳ ý nghĩa và giới thiệu được luôn là cầu thủ nhí 2024. Còn riêng về về đội của Bani thì được một cái như thế này là show hết được tất cả các kỹ năng họ có, cái skill họ có, giới thiệu được là chương trình cầu thủ nhí 2024 cũng đánh giá tương đối là tốt, nhưng mà đương nhiên là anh nghiêng về Thịnh. Yeah. Bái phục cả hai bạn, thật sự là các bạn đã rất là đắm chìm trong những thước phim và thấy rõ là các bạn đã rất là hết mình. Chúc mừng cả hai đội vì các bạn đã làm rất là tốt. Nó có một cái đường biên trắng ở giữa. Dạ. Bóng chỉ cần bước sang bên nào là cho thấy được quan điểm của bóng luôn. Là em xin phép là em sang đội bên này ạ. Cảm ơn chị Bảo Mẫu Lê Bóng. Vậy là chúng ta đã có sự lựa chọn rồi. Bên ngoài đêm đã dần về khuya. Có ai đã cảm thấy nhớ nhà rồi? Khi mà mình đã xa nhà một chặng đường quá là dài rồi.
Huy nhớ nhà rồi hả? Dạ nhớ ba mẹ. Nhớ ba mẹ. Huy có ngủ với mẹ hay là với ba không? Dạ có. Ồ. Lớn như này còn ngủ với ba mẹ nữa. Dạ lâu lâu nhớ mùi phải qua ngủ chứ. Dễ thương thế, lâu lâu nhớ mùi qua ngủ. Chú có quan sát thấy là trong cái chặng hành trình ở cả nhà chung và những ngày gần đây thì Tài, chú thấy con chỉ có nhìn xa xăm thôi. Những lúc như vậy thì mình buồn hả? Dạ không buồn, mà là kiểu như là chưa có hòa đồng được, con mới phải tách ra như thế thôi. Nếu mấy anh ở bên cạnh có thể khoác vai em cái để em cảm thấy gần gũi hơn. Thế còn bây giờ thì sao? Dạ bây giờ thì cũng đã hòa đồng được với các bạn rồi, nhất là bạn Bách với anh Hưng. À, bắt đầu có những người bạn thân rồi, hòa đồng rồi. Và bây giờ thì cầu thủ Nhí sẽ có một món quà dành tặng cho những chàng trai ở đây trước khi mà chúng ta lên giường đi ngủ. Chúc mừng Tuấn Minh nhá, cố gắng lên con nhá. Chúc mừng Tuấn Minh đạt giải cao. Chúc mừng. Đây, hàng xóm đây, ông bà đây. Nghe chim nè. Cố đi vào cái vòng chung kết nha. Đây, các Tuấn Minh ơi, đây. Cố gắng nhá. Mọi người đặt niềm tin vào con nhá, cố gắng. Đây, để các bà lên TV như là vào vòng trong nha. Cầu thủ niềm hy vọng của cả xóm nhỏ đấy. Tuấn Minh ơi, bà nội đây, chúc con chiến thắng. Bà yêu con, cố gắng lên. Chúng nhớ chúc bạn cùng thi tốt. Chúng nhớ luôn ủng hộ bạn. Chúc toàn chúng chiến thắng. Xin chào cầu thủ Nhí năm 2024. Tôi là Phạm Thị Bình, phụ huynh của bé Phan Gia Hưng. Tôi rất vui khi Gia Hưng lọt vào top 15 cầu thủ Nhí năm 2024. Tôi xin chúc cho các cầu thủ Nhí luôn tự tin, bình tĩnh để có những trận đấu hay. Chúc cho Gia Hưng giữ tốt khung thành và sớm thực hiện được ước mơ làm cầu thủ Nhí của mình. Cả nhà rất yêu con. Mẹ mong các con chơi hết mình, đá hết sức. Và cầu thủ Nhí năm 2024, cố lên, cố lên. Của bé Hạnh Tú, chú chúc cho các bé chương tham gia và chương tham gia cầu thủ Nhí chương trình 2024 có các chú còn tiến sâu hơn, vượt qua các thử thách của chương trình và tiến sâu vào. Chú cũng mong các bạn của Tú và Riêng Tú đạt thành tích tốt và là niềm tự hào của gia đình. Ông chúc con cố gắng nhá, đã được giải. Hello anh, em mới đi quay về thì nghe tin anh trai là vào top 15 cầu thủ Nhí. Em chúc mừng anh nha. Ráng mà luyện tập, thi cho tốt, rồi rinh giải thưởng về khai em gái đi ăn kem nha. Bye bye anh. Là ba mẹ anh hai luôn theo dõi và ủng hộ con trai. Chúc con trai luôn vui vẻ, tự tin, tỏa sáng cho những trận thi đấu sắp tới cùng chương trình cầu thủ Nhí nhé. Đọc FC chúc cầu thủ Lê Tấn Tài 11 tuổi, thành phố Vũng Tàu lọt vào top 10 cầu thủ Nhí năm 2024. 1, 2, 3. Tấn Tài cố lên. Vợ chồng tôi là ông bà nội của cầu thủ Nhí Hoàng Bách. Bách ơi, hãy bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết khả năng của mình để đạt được thành tích cao nhất con nhé. Bách ơi, cố lên. Bố mẹ mong con cố gắng đạt thành tích cao nhất trong cuộc chơi sắp tới. Con trai cố lên. Xin chào chương trình cầu thủ Nhí 2024, chào tất cả các con. Mình là phụ huynh của Lê Minh Nghè. Mình xin chúc tất cả các con thi đấu tốt, và đặc biệt là con trai mình Lê Minh Nghè luôn tự tin chiến thắng. Ít nói clip hình ảnh các quý vị phụ huynh quay lại những cái thước phim ấy để động viên các bạn nhỏ, khoảnh khắc đó mình cảm thấy siêu xúc động luôn. Gửi một lời cảm ơn bậc phụ huynh đã tin tưởng chương trình cũng như là tin tưởng bóng. Bố mẹ của Tuấn Minh và các cô, các chú hàng xóm Rất là tự hào về Tuấn Minh. Tuấn Minh nói gì với những người thân yêu ở Hà Nội nhỉ, Minh nhỉ? Các cô chú ở xóm nhỏ ơi, và bố mẹ nữa, con đang rất vui và hạnh phúc khi ở trong chương trình và ở nhà chung này ạ. Con sẽ cố gắng để có thể đi vào sâu nhất có thể trong chương trình. Bây giờ cũng đã khuya rồi, đã đến lúc mà chúng ta sẽ vào lều để đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai đầy năng lượng và luyện tập nhá, các cầu thủ Nhí thân mến. Nào, bây giờ một lều, hai người, đi về ngủ thôi. Đi muối nè. Chúc hai bạn ngủ ngon nha. Cảm ơn em vì đã truyền rất nhiều năng lượng cho các bạn.
Như các bạn nhỏ vẫn còn giúp xích sao nhở? Ngủ chưa nhở? Rồi ạ. Ngủ, các bạn bảo ngủ rồi anh ạ. Tại thời điểm ghi hình chúng tôi thì đêm đã về khuya rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chúc các bạn nhỏ ngủ ngon nhá. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc ngủ ngon nha. Chào con nha. Mai gặp nha. Mai sẽ là một ngày tuyệt vời ông mặt trời. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tuần này, các cầu thủ nhí đã có những bài tập luyện thiết thực và một buổi cắm trại vui vẻ, ấm áp. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của các bạn nhỏ. Các cầu thủ nhí hãy nạp thêm những năng lượng để tiếp tục cho tuần sau. Với những thử thách còn cam go hơn nhưng cũng sẽ thú vị hơn. Hãy cùng chờ đón những điều hấp dẫn nào sẽ có trong tập tiếp theo trong hành trình ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhé! Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Không Gian Xanh từ tôi, MC Liên Thảo. Thưa quý vị, thiết kế chung cư hiện đại ngày nay không chỉ đơn thuần là lắp đặt kiến trúc mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa thẩm mỹ, tiện nghi và tích hợp công nghệ. Điều đó thể hiện được lối sống độc đáo và xu hướng phát triển của đô thị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm công trình kiến trúc thế nào đây? Hãy cùng với Thảo gặp gỡ kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Đức để tìm hiểu nhé! Xin chào Thảo. Chào anh Đức, ngày hôm nay thì Không Gian Xanh rất vui được quay trở lại và ghé thăm công trình của anh đây ạ. Chào, xin chào Thảo, 100%. Vâng ạ.